Xin chào các bạn, tôi là Thanh Sơn ở cây cảnh chợ hàng. Hôm nay là ngày thứ 27, tôi giới thiệu về trồng rau, cây rau gia vị, trong đó có cây bạc hà. Các bạn ơi, các bạn hãy ấn vào nút đăng ký bằng cách các bạn chọn chế độ đăng ký ở như này nhé. Và nhấn chuông để nhận thông báo cho tất cả các video mới nhất của cây cảnh chợ hàng nhé. Trên tay tôi bây giờ tôi có cái chai nước, bây giờ tôi sẽ tập trung đi tìm cái chai nước mà đã qua sử dụng. Mà tôi có cây đấy thì tôi sẽ giới thiệu các bạn, tôi đã treo thành dọc rồi. Cho qua quá trình mỗi ngày tôi trồng có một chai thôi. Thế nhưng mà tôi thấy trong cái giai đoạn mà Covid-19 thế này ấy, chúng ta ngoài cái khuyến cáo của y tế như rửa tay, đeo khẩu trang, chúng ta cũng không tụ tập nơi đông người, thì chúng ta ở nhà, chúng ta làm vườn một chút, làm vườn cũng là một cái thứ tiêu khiển. Thí dụ như các bạn có thể trồng những cái loại rau nhanh có thu nhập, như là ta gieo rau cải cúc này, rau dền, rau đay, rất nhanh cho thu nhập. Thu không phải thu nhập mà thu cái sản phẩm để chúng ta sử dụng. Có khi là chúng ta thiếu tí rau, người ta có gói mì, người ta cho tí rau cải cúc vào là ta có ăn rồi. Như rau cải cúc kia của tôi là được ăn rồi đấy, là có thể ăn được rồi. Thế còn đây tôi có cái chai này, tôi giới thiệu là tôi có một cái lần trước tôi làm cái chai này rồi. Bây giờ tôi muốn lối vào cái chai này nữa để nó thành hai cái chai. Nếu trường hợp mà các bạn đã làm một cái chai rồi, thế thì chúng ta làm một cái chai mới để ta lối vào, để ta được một cái chai mới để ta lối lên, và tôi sẽ treo lên trên móc thành hai chai, mà sau này thích thì tôi lại lối chai thứ ba được. Đây là cụ thể tôi có cái chai này mà nó thắt cái cổ bầu như này, có lần tôi đã làm ngang nó bị hỏng, nó bị ọp lại. Thế nên bây giờ tôi sẽ làm cái chai này theo cái lối treo dọc thì nó không bao giờ có vấn đề gì cả. Chúng ta trong cái lúc mà chúng ta không nên đi những cái nơi chỗ đông người, thế thì chúng ta ở nhà thì chúng ta dùng những cái chai mà đã qua sử dụng này, chúng ta tái chế. Có thể chúng ta xong khỏi Covid thì chúng ta lại có một cái vườn rau đẹp. Rất mong là các bạn xem YouTube cây cảnh chợ hàng.com. Các bạn ủng hộ chúng tôi bằng cách nhấn chuông hoặc là đăng ký kênh. Rồi là các bạn đưa ra các chia sẻ các thông tin, rồi là cùng với nhà vườn chúng tôi để chúng ta giao lưu, học hỏi lẫn nhau, để chúng ta có những cái kinh nghiệm làm vườn. Có thể các bạn có những cái kinh nghiệm hay đấy mà nhà vườn chúng tôi chứ không thể nào có được, bao giờ cũng không thể hết đầy đủ được, nên rất mong là có sự chia sẻ của các bạn. Nếu các bạn có những cái hay, các bạn đăng YouTube hoặc các bạn chia sẻ trên kênh thì chúng tôi có thể là tham khảo và học hỏi thêm. Đây tôi xin giới thiệu, tôi làm một cái tiếp tục vì tôi có một cái cây bạc hà rồi, nhưng bây giờ cái cây bạc hà này nó có một cái chai này thôi thì nó hơi ít, thế tôi sẽ làm thêm một cái chai nữa. Nó cũng đơn giản thôi, cái này thì thực ra là nó không có gì cả, cũng như cái nút này tôi vừa mới, có thể các bạn vặn vào đây, tôi có cái que để tôi dùi sẵn rồi. Chúng ta dùi từ ngoài vào ấy. Thế ngoài ra thì cái chai này chúng ta nên làm, phải làm cái lỗ để thoát nước. Và những cái cây nó ưa nước ấy, thì tôi thường là dùi cách đáy chai khoảng 2 phân, hơn 2 phân đến 3 phân chẳng hạn, để cho nó đựng một cái lượng nước. Vì cái chai dọc như thế này ấy, thì là nó có cái bề đất rất là nhiều, rễ cây nó xuống sâu gần đến đây thì nó cũng gần hết tầm của nó rồi. Thế là nó rúng vào rễ, nó chạm một tí nước ở dưới đáy này là nó không may, chúng ta bận đi đâu đó không tưới kịp nó vẫn sống được. Và nếu mà các bạn treo dọc như này ấy, thì nó cũng có cái lợi thế của tường cây. Ta treo một dãy, mà nếu mà tôi trang trí dần những cái cây mà lên xanh tốt ấy, xen màu giữa với nhau, ví dụ màu cây tía tô này, màu cây rau dền này chẳng hạn đấy, thì tôi gieo mấy hạt vào đây thì là nó cũng lên được một cái cây, một bụi rau dền thì nó thành cái tường có màu mà chúng ta mong muốn. Bây giờ thì từ cái này nó có cái dây, tôi đã dùng dây kim loại sẵn rồi. Bây giờ tôi cũng dùi một lỗ nhỏ ở dưới đáy. Cái que dùi này của tôi không cần to lắm vì tôi dùng lỗ kim loại, dây kim loại, thành ra là nó không cần quá to. Chỉ cần xỏ qua được sợi dây sắt thôi, dây nhôm hoặc dây kẽm. Đấy, còn không thì các bạn có thể dùng dây đồng hoặc dây inox cũng được. Bây giờ thì cái này tôi đã để treo, bây giờ tôi tháo nó ra. Mà tốt nhất là tôi cắt cái đoạn ngang chừng ra.
xem là cái dây này là cơ bản là cái dây này là cái dây nào là cái dây chúng ta phải cắt á, không thì cắt nhầm thì lại xỏ lại nó khó. Mà nếu cần thì chúng ta cũng có thể thay thế sợi dây được. Đấy, bây giờ cần thì tôi vặn ra khỏi, các bạn cái này thay thế rất dễ đúng không? Ta vặn ra khỏi là nút này. Đấy, vừa rồi tôi làm mà cần ta bỏ cái sợi dây đi, ta làm một sợi dây mới cũng được. Cái này nó có cái hay này như này, thế này tôi cắt bỏ sợi dây này luôn cho nó dễ này. Thay sợi dây mới. Nhưng mà tôi sẽ thay thì tôi sẽ làm từ đáy lên. Sau này tôi sẽ có cái nút ở kia tôi vặn vào thì như thế là tôi sẽ không bị cái trường hợp là rồng cái cây mà nó lại vướng hai cái chai. Không cẩn thận là nhiều lúc là tôi làm nó không để ý nào, hoặc nó ngược ấy là nó sẽ bị không cái cây này trồng rồi hoặc nó lại phải nghiêng ngả cái cây đấy nó khó khăn. Bây giờ tôi cũng nút một nút lại để cho cái dây nó không tuột. Bây giờ tôi kéo xuống đây đúng không? Nếu mà tôi muốn ấy thì tôi sẽ cho cái lắp vào đây. Tí tôi mới vặn vào lắp kia tôi treo lên thì chắc chắn là sẽ được. Đấy, tôi cũng ước chừng cái độ treo của nó. Ví dụ cái cây nó lên này, chẳng hạn cái tầm như này. Đấy, tôi để cái sợi dây nó đủ cái tầm vừa phải thôi. Bây giờ tôi cắt đi. Tôi xỏ qua cái lắp này. Và tôi lại cũng làm một cái nút nữa. Rất đơn giản phải không các bạn? Mà nhất là trong cái lúc ảnh hưởng Covid-19 này, chúng ta ở nhà mà cứ làm không đi, gọi là hạn chế đi cái chỗ đông người, ta ở nhà ta tiêu khiển bằng cách là ta trồng rau ăn và trồng những cây rau gia vị, hoặc là ta gieo hạt. Nếu các bạn gieo hạt thì chúng ta ở nhà có một chút đất cũ, hoặc là chúng ta mua thêm một chút đất về ta gieo ta trồng, thì trong quá trình đấy nó không may những cái ngày cuối chúng ta cũng có thể có rau để chúng ta sử dụng. Thế bây giờ cái chai đã xong rồi đúng không? Cái phần nút trên này tôi cũng làm cho nó một sợi dây nữa luôn, để tí nữa tôi treo lên. Sau này tôi làm một cái chai thứ ba thì tôi lại làm y như thế này, tôi sẽ có cái chai tiếp theo. Bây giờ thì tôi trồng cây bạc hà, những clip sau tôi có thể tôi lại trồng cây húng bạc hà. Thế rồi là những cái cây như cây, nếu mà cây như cây răng cưa, mùi tàu hay mùi ta thì tôi lại không trồng cây con. Vì mùi ta thì chúng ta nên sử dụng hạt. Và rất nhiều loại rau có thể dùng hạt, sử dụng hạt được. Còn rau muống thì các bạn có thể hôm nào tôi sẽ giới thiệu, tôi sẽ ươm bằng dâm bằng cành. Chúng ta lấy luôn mớ rau muống mà chúng ta ăn đấy. Ta lấy cái cành nó già già một chút, ta đem ta dâm là ta cũng có cây rau muống. Hoặc là chúng ta gieo hạt. Làm vườn như thế này thì nó vừa được cái là tinh thần chúng ta thoải mái, giảm những cái chết mà chúng ta, hoặc là những cái nhưng mà chúng lúc tư tưởng chúng ta nó lặng lè, chúng ta ra làm vườn hoặc là có mấy cái chai cũ này chúng ta sử dụng để làm một cái treo cây, mà cũng là một cái thú vị, vừa tốt cho môi trường, vừa ít chúng ta ít đi, ta đỡ ảnh hưởng của Covid. Thế bây giờ tôi cho đất vào trong chai. Cũng có nhiều lần tôi trồng rồi, nhưng cũng có lần tôi sơ suất là tôi cho nhiều đất quá, nên tôi sẽ cho đến một tầm vừa phải thôi. Vì cái chai này các bạn buộc phải trồng đất, trồng cái đất mà nó tơi tơi xốp xốp hoặc nó dời như này thì chúng ta mới dễ trồng. Nhưng nếu trồng đất bết quá thì nó sẽ khó trồng. Còn tôi trồng thì cái đất này, bao đất này rồi mọi khi tôi vẫn giới thiệu là tôi trồng bằng cái loại đất này. Đấy, cái đất này thì có bán ở trên đường Hoàng, chợ hàng Hải Phòng, đường Hoàng Minh Thảo, hoặc là đường Mương sau khu 7 tầng, sau chợ, đường vào khu 7 tầng sau chợ hàng của thành phố Hải Phòng. Thế bây giờ thì cái chai nó như này thì tôi cũng có hơi nhiều cái cây này, tôi đi nhổ về. Thế thì nó như này, nó te tua như này thôi, mà tôi mới trồng nó cũng te tua vậy thôi. Đấy, tôi cứ trồng ra đây, xong rồi lúc nào ấy có điều kiện thì tôi sẽ trồng thêm, tôi treo để cho thành một cái tường cây đẹp hơn. Mỗi ngày mà tôi trồng một chai như này thì nó, một cái chai nước này nó hơi ít. Nhưng mà thôi, hơi ít thì mỗi ngày tôi bỏ 15 phút. Nhưng nếu dịch Covid-19 này có thể ở nhà chúng ta làm luôn một hai chục chai thì là chúng ta sẽ có một thời gian sau ta sẽ có rau ăn. Đấy, tôi để cái cây rau vào đây. Tôi chỉ việc cho đất vào thôi. Cần thì tôi cứ để cây rau sang một mé cho đất cho dễ. Đấy, cái đất này nhiều lúc còn lẫn cả cái lông gà này, chứng tỏ là nó có trấu hoặc cái lông gì vịt vung gì đấy. Nên nó có lẫn cái gọi là có phân gia cầm. Thế nhưng mà phân gia cầm thì đã qua xử lý rồi, các bạn thấy không? Tôi bốc tay này cũng được. Vì phân gia cầm này thì cùng lắm thì chỉ có H5N1 thôi chứ không có Covid ở trong này. Nhưng mà đã được qua xử lý rất là kỹ rồi.
vì là cái chấu này là dùng men để xử lý, xong rồi chúng được ủ lóng. Khi ủ lóng cái đống phân chấu phân nó to ấy, là nó lên đến nhiệt độ cao. Nhiều lúc các bạn nói bảo như là nói nó khoác, nhưng mà chấu có thể là chuyển từ màu vàng sang màu lâu đen. Đấy là vì cái nhiệt độ của nó quá cao. Cộng với lại đất thì được phơi cẩn thận, phơi lắng thì nó khô mới xay được, mới làm nhỏ được. Xong rồi đất lại được ủ thành đống, rồi bắt đầu mới xúc đi cho vào bao. Thế bây giờ là tôi có cái chai này rồi đúng không ạ? Bây giờ tôi sẽ vặn và tôi treo cái cây trên trước. Đấy, ta treo cái trên nước, tí ta cầm cái chai này, ta vặn cái nút dưới vào cái chai mới này thì ta sẽ được. Đây tôi treo cái cây này lên cái móc của tôi. Bây giờ tôi cũng xin giới thiệu luôn cái tường, cái gọi là cái hàng cây của tôi. Đấy, tôi treo vào đây rồi. Cái cây tiếp theo thì ta chỉ cầm đây, ta vặn nút vào thôi. Vì cái dây của ta là dây kim loại thì nó cũng dễ xoay thôi. Nó xoay quanh cái dây kim loại là ta vặn vào, chặt vào. Như này chúng ta có thể lối tường một cách rất là đơn giản. Nếu ngày mai ta lại muốn làm nữa thì ta lại tiếp tục lối vào. Thì rõ ràng là cái cây tôi trồng nó cũng lá vàng vàng rồi, trông nó cũng héo héo úa đúng không ạ? Thế nên bây giờ tôi lấy nước tôi tưới. Vì là đã trồng cây thì chúng ta phải tưới vì đất nó lại khô nữa. Bây giờ như là tôi tưới cái cây bạc hà mà tôi trồng. Thế xong nhân tiện đây tôi cũng giới thiệu luôn tường cây. Đấy, tôi treo nhiều như này, các bạn cứ treo, sau này nếu ban đầu thì có thể là ta định vị cái lượng treo làm sao cho nó hợp lý. Và như này đấy, nhiều lúc ta tưới bên trên ấy, cây bên dưới là cũng được theo luôn, vì ta tưới từ trên xuống mà. Đấy, nếu mà nước nó quá nó chảy xuống thì cây bên dưới cũng được luôn. Nếu mà những cái chai to của tôi thì tôi như cái can dầu Sơn Lai tôi trồng cây lô hội này. Đấy các bạn xem, hôm tôi trồng nó ái o yếu héo úa, bây giờ bắt đầu lên rồi. Cây này thì nó khỏe, nó rất là dễ lên. Ngoài ra thì ta có cái cây này nó lên thì ta có thể là sử dụng như các bạn nữ có thể để trang điểm da gì đấy. Thế còn đâu cái hạt mùi, chúng ta gieo hạt mùi rất là nhanh, có 4-5 hôm gì đó thôi bắt đầu nảy mầm rồi. Thế là mùi thì chỉ khoảng độ 1-2 tuần là ta có rau mùi sử dụng luôn. Thế còn ngoài ra hôm đấy tôi dâm cái cành cây rau răm này, nó cũng lên rồi. Thế còn cây này, cây rau răm này. Đấy, còn lá lốt của chúng ta thì bắt đầu lên tốt rồi đúng không? Thế còn xà lách cũng lên rồi, còn cái cây đậu bắp này, chuột đào nhưng mà vẫn còn nhiều lắm. Ta có thể nhặt những cái cây này lên để chúng ta trồng thêm vào. Còn ngoài ra đây những hạt rau tôi gieo nó cũng đã nảy mầm rồi. Duy nhất có hạt rau muống là tồi tệ nhất. Còn củ gừng của tôi thì cũng chưa thấy mọc mầm. Thế nhưng ngoài ra còn đây cái cây mùi tàu này. Đấy, chúng ta trồng. Tôi lại tưới nước cho nó, mà nhất là mưa xuân. Thế còn có hôm tôi đã trồng một cây cà chua nhưng là chết rồi. Hôm nào tôi sẽ lấy cái chai đấy tôi trồng lại. Còn cây ớt của tôi là đang ngóc đầu lên rồi đúng không? Chúng các bạn cứ theo dõi mấy chục ngày nữa xem cây ớt này của tôi nó lên thế nào. Đấy, rồi tôi cũng sẽ trồng thêm cây ớt nữa. Nhiều lúc là tôi không giới thiệu được hết thì tôi trồng thêm, tôi treo vào bức tường cho đẹp. Thế còn cái cây lá lốt này hôm nay trông rõ ràng là các bạn trông là chết đúng không? Nhưng mà theo tôi thì tôi cảm giác là nó chưa chết. Nó vẫn còn cái ngọn xanh ở trong. Để ta cứ để đây để chúng ta thử xem nó chết thật hay không chết, đúng không? Không có gì cả, ta cứ treo trên cái chậu này đấy bên trong. Vì cái giống cây này nó khi bỏ rễ thì nó cũng vậy, nó dễ bị vậy. Thế còn cái này chuột chạy qua của tôi một chút này. Đấy, nếu các bạn trồng trên sân thượng. Thế còn hạt rau đay lên rất tốt. Còn cành rau ngót này trông thế mà cũng vẫn chưa chết hết, vẫn còn có cây sống. Đấy, nếu cần thì sau này tôi lại dâm thêm cây khác vào đây. Thế còn hạt rau cải với hạt rau dền cộng với lại những cây ớt này, các bạn có thể bố trí cái chậu cài lan can ấy. Nếu mà toàn một dãy chậu này các bạn cài lan can mà sau này hoa dại yến thảo chúng ta bỏ rồi thì có thể ta trồng ớt này, rồi trồng cây xanh như là cây hẹ này. Cây hẹ này nó cũng chịu được nắng nhá. Cây hồng này, cây hành này. Thế rồi rau dền này các bạn đấy không, cài mà nó lên màu lá đỏ đỏ cộng với lá tía tô. Thế rồi tôi, cây sả của tôi thì chắc chắn sống rồi, vì sả dễ sống lắm. Đấy, nhưng mà sả chúng ta trồng một cái bình to to mà ta để bên dưới. Còn hạt rau ở đây tôi gieo nó cũng lên rồi. Đây giờ nhất là mùng tơi. Mùng tơi này lên rất khỏe. Mai kia tôi sẽ tách cho thành mấy khay mà chúng ta không phải đi mua giống. Thế còn những cái loại giống như là cái cây cây ngổ ấy, nó cũng bắt đầu hồi phục rồi. Nên để đấy mà nó vì nó cái chậu nó bị cong nên tôi sẽ chuyển sang cái chậu khác. Chiều có thể tôi hoặc là mai tôi sẽ làm. Đấy. Rất cảm ơn các bạn, mong các bạn ủng hộ cây cảnh chợ hàng.com và chúc các bạn may mắn tránh được Covid-19. Xin chào và hẹn gặp lại.